Xin kính chào quý vị và các bạn. Bên cạnh Sơn đây là đôi loa Manger P1, một đôi loa rất hay mà cũng khá độc đáo tại Việt Nam. Manger là một thương hiệu có trên 50 năm lịch sử của nước Đức. Thương hiệu này ra đời từ tình yêu âm nhạc kết hợp với niềm đam mê các thiết bị âm thanh của kỹ sư tài năng và cũng là chủ tịch hãng, ông Manger. Và có lẽ ở Việt Nam thì những người biết đến Manger không nhiều và điều đó thì cũng không có gì ở lạ. Nhưng nếu ở châu Âu, bạn có thể dễ dàng bắt gặp loa Manger ở trong một rạp hát, một rạp chiếu phim hay có thể là ở những câu lạc bộ thượng lưu. Khi ở châu Âu thì danh tiếng Manger thì nổi tiếng hơn rất nhiều khi so với ở Việt Nam. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một đôi loa vô cùng là độc đáo này. Và các bạn hãy cùng mình tìm hiểu chi tiết về đôi loa này nhé. Các bạn đã được quan sát một đôi loa rất lạ phải không ạ? Có lẽ là các bạn sẽ thắc mắc ngay là cái phần mà hình ngôi sao này là cái gì đúng không ạ? Về mặt hình thức thì các bạn có thể quan sát tổng thể là đôi loa nhìn trông thiết kế đơn giản, không có đặc điểm gì quá ấn tượng về thiết kế, về thiết kế bề ngoài cũng thiết kế thùng loa. Nhưng mà nếu như mà các bạn có thể được tiếp xúc hay là được chạm vào thì có thể thấy đây là một cái khối vô cùng là chắc chắn. Và cái điểm thu hút nhất khi mà người dùng nhìn vào đôi loa này đó chính là màng loa cực kỳ độc đáo, có 102. Loa sử dụng một củ loa toàn giải. Quý vị hãy để ý vào cái thành phần này. Đây là một củ loa toàn giải có hình ngôi sao. Và đây mới chính là phần đặc biệt nhất của đôi loa này. Nó lý giải cho âm thanh liền lạc, hoàn hảo và đầy nhạc tính của loa. Củ loa này hoạt động từ tần số cao nhất là 40.000 Hz và xuống thấp nhất là 8 Hz, tức là nó thể hiện mọi âm thanh từ giải bass cao lên giải trung trầm, giải trung và tiếp tục lên giải cao và cho tần số tiêu cao siêu cao. Bản chất âm thanh của loa Manger P1 tựa hệt như là một loa toàn giải. Và để củng cố giải trầm thì hãng sử dụng thêm một củ loa woofer có điểm cắt trên là ở mức 360 Hz. Đây là củ loa bass ở phía dưới. Của loa bass này thì nó sẽ hoạt động từ cái tần số thấp nhất là 40 Hz theo như thông số kỹ thuật và nó sẽ lên cao tới mức nhà sản xuất cắt là 360 Hz, tức là sẽ có một cái đoạn giải tần là nó sẽ nối từ giải trầm cho tới cái phần giải trung trầm của cái phần loa toàn giải ở trên để có thể cung cấp được một cái âm thanh nó đầy đặn nhất và nó liên lạc. Và nó có thể là đầy giải nhất khi từ trầm lên cao đều có thể thực hiện tốt. Và để cho hai cái driver này nó hoạt động được ăn ý thì không thể thiếu bộ phân tần. Và bộ phân tần chất lượng sẽ phân chia tần số chính xác, giúp hai driver này hòa quyện âm thanh vào nhau một cách thật sự là ăn ý. Bộ phân tần thì được đặt trong một khoang riêng nằm dưới đáy. Loa được thiết kế hoàn toàn là thùng kín với củ loa toàn giải đặc biệt hình ngôi sao có kích thước rất là lớn và loa bass hỗ trợ ở phía dưới. Thực sự thì Manger P1 sẽ đem lại âm thanh rất là hấp dẫn, đặc biệt, tự nhiên, lôi cuốn và giàu cảm xúc. Độ liên lạc của âm thanh được xếp vào mức độ gần như là hoàn hảo tuyệt đối. Các bạn có thể quan sát một chút phía đằng sau của đôi loa này. Ở đây thì ta có thể thấy cái cấu mặt sau. Có một cái điểm như này nữa là hãng loa Manger này họ cũng rất là chuyên làm những cái loa gọi là loa active, tức là loa có sẵn âm ly bên trong. Còn đây là phiên bản loa passive thì bạn cần phải sử dụng âm ly bên ngoài. Và như vậy có thể thấy được là loa sẽ hỗ trợ cho cái phần bạn có thể đấu theo kiểu by wire và cái phần dây nối cầu này là hãng cung cấp cho mình. Và các cái cọc loa này thì cũng có chất lượng rất cao. Đó. Và loa có trở kháng là 4 ohm. Và yêu cầu công suất bạn nên đưa tối thiểu là từ 50W đến 200W. Mà 50W đến 200W này là cho trở kháng 4 ohm. Vì vậy thì đôi loa này thực sự thì cũng không cần quá nhiều công suất. Nhưng mà để một đôi loa thùng kín mà có thể cho ra được tiếng bass hay thì mình nên khuyến cáo người chơi nên có những chiếc âm ly có công suất khá lớn
nên là khoảng tầm 150W hoặc là lớn hơn thì sẽ khai thác được tiếng trầm sẽ tốt hơn. Và đương nhiên là đôi loa này được sản xuất hoàn toàn tại Đức, made in Germany. Và bây giờ thì mình nghĩ là các bạn cũng như là Nhân Sơn đang rất nóng lòng muốn thưởng thức âm thanh của đôi loa này. Thực sự thì đôi loa này Sơn đã thưởng thức một vài lần, nhưng mà mình cảm nhận như là vẫn chưa đủ vậy. Và mình dành một cái tình cảm đặc biệt về âm thanh đối với đôi loa này trong số rất nhiều các đôi loa đang có tại Thiên Hà Audio. Mặc dù hình thức của nó thì nó không lôi cuốn mình cũng như là mọi người ngay khi mới quan sát, nhưng mà thực sự âm thanh của nó thì vô cùng là lôi cuốn. Và bây giờ thì mình sẽ bật một bài nhạc làm sao để thật phù hợp với cái khả năng thể hiện của đôi loa này. Rất tuyệt vời đối với đôi loa này. Đôi loa này hội tụ hai cái đặc điểm mà mình thích, cực kỳ thích về âm thanh. Đây là có thể là quan điểm cá nhân của mình. Thứ nhất là mình cũng là một người khá là yêu thích tiếng bass, và
đối với mình thì tiếng bass của những cái loa thùng kín có một cái sức hấp dẫn gì đó, nó sẽ tạo ra được một cái độ chắc, một cái độ nảy. Tất nhiên là để một loa thùng kín có thể ra được tiếng bass thì các bạn sẽ phải có được một chiếc âm ly có thể gọi là khá mạnh. Nhưng mà khi đẩy được tiếng bass của đôi loa thùng kín ra rồi thì sẽ cảm nhận được một cái độ nảy, một cái độ chắc chắn mà nó có một cái sự rất là gọn và khác hẳn với tiếng bass của loa thùng hở. Các bạn có thể trải nghiệm thêm để kiểm chứng thêm về điều này. Thêm nữa là cái độ liền lạc của giải âm, cái phần tiếng hát, phần nhạc cụ, mọi cái thứ âm thanh, tất nhiên là nó có độ chi tiết tách bạch của cái sự chất lượng của một đôi loa hi-hat, nhưng mà nó lại có được một cái độ liền lạc và rất là khó có thể kiếm được ở những đôi loa mà rất là nhiều các đường tiếng. Thì những đôi loa rất nhiều đường tiếng thì thường là phải khá đắt tiền thì nghe nó mới thật là liền lạc, còn nếu mà ở tầm giá thấp mà nhiều đường tiếng thì thường là nghe nó sẽ rõ ràng đó, nhưng mà nó sẽ hơi bị gọi là bị có cảm giác là mỗi giải nó không được thật sự là ăn khớp với nhau. Thì cái đôi loa này nó hội tụ được hai cái đặc điểm là tiếng bass nảy êm và rất là ghiền của đôi loa thùng kín, và có được cái đặc trưng của cái sự liền lạc, cái sự nhạc tính đặc biệt của loa toàn giải. Và tuy hình thức thì không ấn tượng nhưng mà âm thanh của nó thì hoàn toàn là chinh phục đối với cá nhân mình. Và cũng phải nói đến giá của nó nữa, và giá của đôi loa Manger P1 này có giá tham khảo khoảng 200 triệu đồng tại Thiên Hà Audio. Và mình hoàn toàn bất ngờ về cái âm thanh của nó trong cái tầm giá. Nó không phải đôi loa cho âm thanh dữ dội nhất nhưng mà nó thật là dễ chịu, và những gì mình cần để thư giãn sau một ngày mệt mỏi có lẽ chỉ là âm thanh của đôi loa này. Và cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chuyên mục giới thiệu sản phẩm về đôi loa Manger P1 của Đức do Sơn giới thiệu. Các bạn hãy đến Thiên Hà Audio số 42 ngõ 178 Thiên Hà, Hà Nội để có thể trải nghiệm đôi loa này và tìm hiểu thêm về đôi loa đặc biệt này nhé. Còn bây giờ Sơn xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.